thầy xin chào tất cả các bạn nha thầy chào diệu anh thầy chào tất cả các bạn nha à, bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp tục destination c 1 c 2 các bạn nha rồi đây các bạn unit 19 nè chúng ta đã hoàn thành xong unit 18 19 chuẩn bị xong và chuẩn bị xong à, chuẩn bị tới unit 20 và sau đó thì từ nay tới tết thầy sẽ cố gắng còn không xong tết thầy sẽ live luôn cho nó xong 28 unit này các bạn nha thì thầy xin nhắc lại một xíu nè. Để học tốt Destination á. À, các bạn hãy tham khảo cái quyển lý thuyết của thầy nha. Thầy tổng hợp theo video thầy hướng dẫn cho các bạn á. Đây nè. Tổng hợp ngữ pháp nha. Rồi. À, chúng ta đang làm Unit 19. Thì đây chính là ngữ pháp mà thầy đã tổng hợp cho các bạn. Có việc hóa cho các bạn. Dễ hình dung nha. Rồi. Đây các bạn. Và các bạn hãy tham khảo thêm tài liệu mà thầy đã có ở trên page. Uh, page các bạn nha Rồi đề thi học sinh giỏi lớp 6 chuyên anh nè b1 lớp 8 nè đây giỏi 12 word form nè các bạn nè Olympic nha đây các bạn nè à, khoảng ba mấy tài liệu nha học sinh giỏi quốc gia chọn học sinh giỏi quốc gia Duyên Hải Bắc Bộ à, học sinh giỏi lớp 8 lớp 6 lớp 7 1000 câu viết câu rất nhiều tài liệu thầy đã hướng dẫn ở trên kênh YouTube các bạn nha Rồi tuyển chọn học sinh giỏi quốc gia nè à, chuyên lương thế vinh đồng nai trại hè hùng vương và v Vân nha chuyên anh tỉnh đồng tháp chuyên anh quốc học huế chuyên anh hà tĩnh và sắp tới là sẽ có à, đề sở hà nội 20 năm đề hồ chí minh 20 năm à, sắp tới sẽ là đề tuyển tập đề, đề thi vào chuyên anh phan bội châu nghệ an các bạn nha rồi mai thầy sẽ bỏ link cho các bạn tải nè cái tuyển tập đề thi này rồi à, rất rất nhiều tài liệu để các bạn có thể tỏ sáng các bạn nha thầy luôn luôn nói rằng À, các bạn à, học trên kênh youtube của thầy các bạn tỏa sáng rất là gì? rồi rất là dễ dàng các bạn nha đủ kiến thức đủ tài liệu cho các bạn học nhiều bạn đăng ký học à, khóa học của thầy đơn giản chỉ là ủng hộ thầy các bạn rồi trên kênh youtube của thầy và trên page của thầy có rất rất nhiều tài liệu thầy xin nhắc lại là rất rất nhiều tài liệu thầy chào ngọc minh nha rồi thầy chào ngọc minh thầy xin chào ngọc minh thầy chào tất cả các bạn nha thầy chào xuân phước nè À, chào tất cả các bạn nha, chào Diệu Anh, à, chào Tom nha Bây giờ trở lại vấn đề chính các bạn nha Unit 19 này thầy đã hướng dẫn cho các bạn xong phần A nè Rồi phần B nè, đó phần C, phần D xong rồi Và phần E cũng xong rồi luôn Bây giờ chúng ta sẽ làm phần F các bạn nha Rồi đây chính là phần F của Unit 19 nè Thì đây chính là điểm ngữ pháp ở trong Unit 19 các bạn Chúng ta gọi là clap sentence Có nghĩa rằng là câu à, nhấn mạnh nha Đây nè, đó, 12 cấu trúc nhấn mạnh nè Rồi, bạn nào mà đã đọc qua phần lý thuyết á Sẽ biết cái phần này nha Rồi, đó à, Thầy có nói các bạn hoài luôn Để học tốt C1, C2 các bạn cần có ngữ pháp nắm vững B2 nha Rồi, và đọc xong cái phần lý thuyết nè Đó, thầy có liệt kê cho các bạn 12 cách nhấn mạnh Và bây giờ chúng ta sẽ làm các bạn nha rồi câu đầu tiên thì các bạn sẽ nhấn mạnh như thế nào rồi đấy bạn rồi có nhấn mạnh như thế nào à, tất cả các file thầy không chia sẻ file word nha rồi à, chúng ta sẽ làm câu số 1 các bạn nha thì cái cửa sổ thì bị hư nè bởi một cái quả bóng à, môn quả bóng khúc côn cầu rickle nè thì đây chính là cấu trúc nhấn mạnh x 2B... cộng tu bi chấm 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 cộng đát các bạn nha. À, cộng đát. Có nó Trần Minh ơi, hồi nãy thầy nói em đó. Rồi, đây nè, hồi nãy thầy nói em đó, tài liệu của thầy một đống trên lý thuyết, trên trên page của thầy nè. Đây nè, em tải cuốn này nè. Đây nè, là cái cuốn này nè. Đó, tổng hợp ngữ pháp tư vựng nè, C1, C2 nè em, trên pay của thầy đó. Rồi, bây giờ thầy hướng dẫn vô pay của thầy tải luôn nè. Em cứ vào Google, à, học với Auto Channel, Enter, Phát. Rồi, đây, click vào Facebook của thầy học với Auto Channel nha. Click vào cái cover nè. Sau đó bao nhiêu comment thì để bên đây hết nè. Đó 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 đó, đó nè. 28 comment nè. Là khoảng ba mấy ba mấy tài liệu nè. Ba mấy comment nè. Đó đó vào đây nè kiếm cuốn destination sẽ học sẽ tải em nha. Đó, đây nè, đây nè. Rồi đó 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 đó. Rồi, quá trời luôn. Quá trời luôn. Rồi, xong. À, vào đó tải nha. À, nhiều bạn cứ nói rằng tải không được, nhưng mà thầy nói là trên đó rất là dễ tìm luôn Mà các bạn cứ không tải được Thầy nghĩ rằng nhiều bạn rất là Rất là bận rộn nên các bạn Tải không được Câu số 1 các bạn Thì cái cửa sổ bị làm bể Bởi cái quả bóng à, cricket nè à. Thì chính cái quả bóng Cái mà làm bể cái cửa sổ Đây chính là cấu trúc nhấn mạnh đầu tiên Trong cái phần lý thuyết Thầy đã ghi cho các bạn nha Và bạn nào viết như thế này Thầy xin chúc mừng nè Chính một cái quả bóng à, Cricket nè Đó Cái quả bóng mà đã Rồi Làm bể cái cửa sổ Rồi Đây chính là uh, pro các bạn nha The window Đó Bạn nào viết như thế này Thầy xin chúc mừng nha Chúc mừng bạn Thảo My Bạn Minh Hoàng Bạn Vali Bạn uh, Trần Minh nha Rồi Trần Minh Rồi Chúc mừng bạn Tom Vân vân Bây giờ chúng ta sẽ qua Cái cấu trúc nhấn mạnh thứ hai Các bạn thì cấu trúc nhớ mạnh thứ hai tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày mà tôi nghe là tôi được chọn vào đại học. Cái ngày vào cái ngày mà tôi nghe tôi được chọn vào đại học à là cái ngày tôi không bao giờ quên. Bạn nào viết theo hướng này, thầy xin chúc mừng nha. Rồi đây cái ngày vào cái ngày mà đây chính là on which đó các bạn. À tôi nghe, rồi viết lại thầy nha. Tôi đã được uh, got into nè vào cái trường đại học của tôi đây university nè rồi đó tới khúc này các bạn đây chính là cấu trúc nhấn mạnh đó bây giờ thầy sẽ tới động từ to be nè uh, là cái ngày is nè rồi là cái ngày one có nghĩa là cái ngày đấy các bạn rồi uh, tôi sẽ không bao giờ quên rồi uh, I will nè uh, viết lại nha never uh, forget đó uh, áp dụng đúng cấu trúc của chúng ta các bạn nha nó cũng tương tự như là uh, cái mệnh đề quan hệ đấy các bạn cũng gần gần tương tự như vậy nha. Đây chính là cấu trúc nhấn mạnh. Chúc mừng bạn Ngọc nha, bạn Tom, bạn Thảo Mi, bạn Phạm Max. Thầy sẽ qua câu số 3 nha. Cái người này trở thành một công nhân xã hội để giúp những cái người mà kém may mắn hơn bản thân anh ta. Thì đây chính là cấu trúc nhấn mạnh cái lý do tại sao hoặc là cái lý do à uh, das nè. Trời uh, cái lý do mà cái người này muốn trở thành uh, công nhân xã hội là gì đó. Rồi, áp dụng đúng công thức mà chúng ta viết các bạn. Thì cái lý do mà cái người này uh, trở thành, viết lại các bạn, một cái công nhân xã hội nè. Rồi, đây chính là worker. Rồi, đó. Xong. Nó y chang mệnh đề quan hệ đấy các bạn. Nó y chang mệnh đề quan hệ. Thì câu này các bạn sử dụng thay thì quá khứ nè. was nè. Rồi, là nè để uh, tu các bạn tu à, uh, nè uh, người ít may mắn hơn bạn nào viết như thế này thầy xin chúc mừng nha rồi đây các bạn sao xong chấm cái chúc mừng bạn thảo mi rồi thầy chúc mừng thảo mi nha và rất nhiều bạn làm đúng câu này đây chính là cấu trúc nhấn mạnh uh, cấu trúc thứ ba các bạn nha rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cấu trúc thứ tư các bạn nha rồi chúc mừng ngọc nha những cấu trúc này thầy đã có ghi uh, cho các bạn nha. Rồi đây nè. Nhấn mạnh với uh, on that nè. Đó. Rồi bây giờ cấu trúc tiếp theo các bạn là nhấn mạnh với on that. Rồi đây. Rồi. Thì trải qua cái mùa hè mà không có bị thương là cái điều duy nhất mà vận động viên này muốn. Rồi. Thì tất cả cái điều cái mà thì chỗ này áp dụng đúng uh, công thức cho thầy các bạn nha on that rồi tất cả cái điều mà uh, vận động viên này muốn thì đây chính là vận động viên các bạn. Đây. Rồi, muốn nè. Rồi. Đó, y chang mệnh đề quan hệ các bạn, y chang mệnh đề quan hệ luôn là là gì? Rồi, là cái việc mà uh, trải qua mùa hè mà không bị thương. Đây chính là guesting nha. À uh, pro nè. À uh, the summer các bạn nè. À uh, mà không bị thương. TH out guesting in Bạn nào viết như thế này, thầy xin chúc mừng nha. Xong, chúc mừng bạn Tom, bạn Ngọc nha, bạn Thảo Mi và vân vân. Rồi, chúng ta đã xong câu số 4. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 5 các bạn nha. Thì các tài xế không thấy ở uh, cái người chạy mô tô. Cái chuyện mà đã xảy ra, ra là rằng đó, cái chuyện xảy ra là rằng Đây chính là cấu trúc nhấn mạnh thứ năm các bạn nha Rồi ờ, Cái chuyện đã xảy ra là chủ ngữ đó các bạn Rồi là chủ ngữ đó Là uh, rằng nè Rồi sau chữ that rằng á Thì các bạn sẽ viết cho thầy một cái mệnh đề Và ở đây uh, Các bạn sẽ viết cho thầy Lại cái câu trên của người ta Là rằng cái tài xế này uh, Không thấy nè uh, Didn't see các bạn The motor nè A cyclist xong rồi tóm lại y chang mệnh đề quan hệ các bạn cái khúc này làm chủ ngữ nè rồi là rằng cái gì đó chúc mừng bạn thảo my nha bạn tom nha rồi bạn thảo my bạn tom bạn vali nè bạn ngọc nè chúng ta sẽ qua câu thứ sáu bạn cái người này đã khám phá ra nước mỹ cái người cái người mà khám phá ra nước mỹ là ông này đó y chang mệnh đề quan hệ chúc mừng ngọc nha cái người cái người mà hưu các bạn đã khám phá ra rồi cứ thế mà viết nước Mỹ America nè rồi tới là ông này đây chỗ này là ông này các bạn Toffer nè à, Toffer à, Columbus nha rồi bạn nào viết như thế này thầy xin chúc mừng nha nó gần y chang mệnh đề quan hệ các bạn nha chúc mừng Phạm Max Thảo My À, Ngọc nha, vân vân nha Rồi, thầy sẽ qua câu số 7 Mỗi câu Là một cái cấu trúc nhấn mạnh đó các bạn Thì gặp à, Nhìn cái người này khóc Như thế đó Làm tôi cảm thấy tội lỗi các bạn Rồi, tóm lại Cái khúc này nè, à, nó là chủ ngữ của câu á Nhìn cái người đó khóc như thế đó Làm tôi có tội Cái điều mà làm tôi cảm thấy có tội Là Thấy cái người đó khóc như thế đó và bạn nào viết theo hướng đó Thầy sẽ chúc mừng nha Cái điều làm à, tôi cảm thấy nè Có tội nè Rồi khúc này là chủ ngữ đó các bạn Nó y chang gần y chang mệnh đề quan hệ nha Rồi tới động từ nè Là là gì các bạn Là thấy à, Cái người này Patricia nè à, Khóc như thế đó nha à, Cry cry that. Xong Chúc mừng Tom, chúc mừng Thảo My, chúc mừng Ngọc nha Chúc mừng bạn Linh Hoàng, bạn Phạm Max hay sẽ qua câu tiếp theo nha. Cái mà chúng ta phải làm đầu tiên, cái câu bản thân câu này vẫn là câu nhấn mạnh đấy các bạn, là nè. quyết định nè, nơi nào gặp gỡ. Rồi, cái nơi nào gặp gỡ thì cái điều đầu tiên à, cái điều mà rồi, cái điều mà ở đây thì bạn có thể viết từ that hoặc không tùy các bạn nha. Chúng ta phải làm. à we nè, has to do. Rồi, khúc này là cái gì đó bạn nha. Rồi, là cái gì đó. Was nè. Rồi, chỗ này một số bạn dùng tu nha. Một số bạn không dùng tu cũng đúng luôn. Ở design nè, nơi mà để gặp xong. Thầy chúc mừng Ngọc, chúc mừng Thảo My, chúc mừng Tom nha. Thầy sẽ qua câu thứ 9 nè. Chúc mừng bạn Khánh Hiền. Thì có rất nhiều cơ sở vật chất nơi mà chúng ta đi cắm trại. Thì cái nơi, cái nơi mà chúng ta đi cắm trại thì có rất nhiều sự chất và bạn nào viết theo hướng này thầy xin chúc mừng nha rồi cái nơi à, cái nơi mà nè à, chúng ta đi cắm trại nè go camping ai rồi có rất nhiều cơ sở vật chất mấy nơi một nơi chỗ này số ít nha has nè or of nha rồi facilities xong Chúc mừng Thảo My, bạn Linh Hoàng, bạn Ngọc nha, bạn Khánh Hiền. Thầy sẽ qua câu số 10 các bạn, cấu trúc số 10. Ông Einstein đã chứng minh rằng năng lượng và khối lượng thì cơ bản là cái giống nhau. Cái mà ông này đã chứng minh là gì đó. Rồi cứ viết theo hướng đó, bạn dịch ra bạn hiểu câu, bạn viết theo hướng đó. Cái mà cái mà ông này rồi, chứng minh đã chứng minh các bạn là rằng rồi người ta dùng quá khứ thì dùng quá khứ luôn là rằng nè rồi rằng cái gì các bạn à, là thêm như rằng cho nó hay à, energy nè rồi năng lượng các bạn đây energy and mass nè rồi a nè à, basically là xem thiên nha các bạn viết lại cho thầy xong Chúc mừng bạn nào viết như thế này nha. Rồi, chúc mừng bạn Phạm Max, bạn Khánh Hiền, bạn Hồ Hải, bạn Thảo My, à, bạn Ngọc, v Vân nha. Xong các bạn, chúng ta đã xong cái phần gọi là clapped sentence là cấu trúc nhấn mạnh ở trong phần lý thuyết các bạn. Đây nè. À, học thuộc cho thầy các bạn nha. Cấu trúc này chúng ta dùng rất là nhiều đó. Ở đây bạn thấy rằng có tới 12 cách. Và bài, bài tập chúng ta 10 câu, chúng ta đã làm 10 dạng nha. Hãy đọc chúng đây tham khảo thêm cái tài liệu của thầy nha rồi xong các bạn. bây giờ thầy và các bạn sẽ qua cái phần tiếp theo phần G rồi ờ, bạn phạm max rất là nhanh luôn. thì cái cấu trúc này chúng ta học rồi nè. đây chính là cái cấu trúc cũng là nhấn mạnh các bạn nhưng mà cấu trúc đặc biệt bạn thấy không? tính từ, uh, danh từ. tóm lại chỗ này bạn còn với thầy là so. thì chúng ta có so cộng tính từ, uh, danh từ, that. Rồi các bạn cũng dịch cho thầy là là chín đến nổi luôn. Rồi bạn dịch là quá đến nổi cũng được và bạn dịch là theo hướng cấu trúc nhấn mạnh cũng được luôn. Thì chính cái bữa ăn này quá ngon. Cái mà chúng tôi để lại cho người phục vụ khá là một món tiền bo khá lớn. Một số bạn không dịch cấu trúc nhấn bạn nhấn mạnh bạn dịch là quá đến nổi cũng được luôn. Rồi thầy sẽ qua câu số 2 nha. Đây các bạn thì ngày càng trở nên rõ ràng rằng không có gì đó nè người ta sẵn lòng để mua sản phẩm của chúng ta online thì trong những cái chữ này các bạn chữ nào nó cộng một cái danh từ trực tiếp luôn thì trong bốn chữ này các bạn chỉ có một chữ cộng trực tiếp với một danh từ thì ở đây bạn chọn thầy cái từ enough nha bạn nào enough nè thầy xin chúc mừng nha rồi bạn nào enough thầy xin chúc mừng thầy chúc mừng bạn Lê Đăng Duy nè, bạn Ngọc, bạn Phạm Mắc, bạn Linh Hoàng nha và vân vân nha, bạn Tom, bạn Thái Bảo, bạn Xuân Phước nha, bạn Nguyễn Linh rồi bạn chọn thay lại enough các bạn nha rồi cộng trực tiếp với cái danh từ này đủ người sẵn lòng mua sản phẩm online thì tôi khá là thích các bạn rồi tôi khá là là thích cái bằng cấp toán học của tôi nhưng tôi chỉ thấy thống kê gì đó chán thì trong câu này các bạn chữ này là tính từ các bạn thì chúng ta sẽ không có nhiều sự lựa chọn để để làm ở đây một là to hai là so nhưng mà trong câu này các bạn chọn cái thầy là so bởi vì nó không mang ý nghĩa là phủ định các bạn nha rồi so boring rồi chúc mừng bạn linh hoàng nha bạn khánh hiền bạn phạm max bạn thảo my bạn ngọc vân vân nha thầy sẽ qua câu số 4 các bạn thì cái người này dường như có một cái thời gian rất là vui vẻ ở buổi tiệc đến nỗi tôi quyết định không nói với cô ấy là trời đã trễ như thế nào. Thì ở đây bạn có ờ hoặc in cộng tính từ cộng danh từ thì chỗ này bạn chọn cho thầy là SHUT các bạn nha. Đó, cứ theo câu cấu trúc mà làm các bạn. such a on ờ tính từ cộng danh từ. Thầy sẽ qua câu số 5 nha, câu số 5. Thì chúng tôi đã làm việc chăm chỉ các bạn nè, trên cái dự án vừa rồi chỗ này có chữ đến nổi đó các bạn mà chữ đến nổi này người ta không có ghi cho các bạn nhưng mà chúng ta sẽ hiểu nha có chữ đát nè đó đến nổi nè giám đốc cho chúng tôi một vài ngày nghỉ thêm chỗ này bạn chọn thầy chữ so. thầy xin chúc mừng nha còn từ khúc này các bạn từ khúc này tới khúc này á người ta bỏ vào để người ta định nghĩa thêm mà thôi và thỉnh thoảng cái khúc này nó sẽ làm cho các bạn hơi khó hiểu mà kệ nó các bạn cố gắng hiểu thầy đây chính là so hot that còn thêm khúc kia chỉ là để nhấn mạnh mà thôi. Chúc mừng rất nhiều bạn nha. Thái Bảo, Thảo My, bạn Tom, bạn Xuân Phước, bạn Khánh Hiền, bạn Linh Hoàng, bạn Ngọc, bạn Phạm Max. Thầy sẽ qua câu 6 nè. Tôi lo lắng về ông bà của tôi bởi vì họ gì đó nhiều vấn đề sức khỏe. Thì trong câu số 6, ở đây bạn thấy rằng chúng ta có ờ nè. Rồi ờ, rồi cộng danh từ. Thì tóm lại có chữ ờ thì bạn chọn thầy cái từ Uh, shut, các bạn nha Rồi, tóm lại Shut, ờ, uh, ẩn uh, Cộng tính từ, cộng danh từ Rồi, đây chính là quá nhiều vấn đề sức khỏe Thầy chúc mừng bạn Ngọc Nhi nha Bạn Hoàng Nguyên, bạn Thảo My Bạn Khánh Hiền, bạn Linh Hoàng, bạn Tom nè Câu số 7 các bạn Nó gì đó sớm để nói liệu cái doanh nghiệp này thành công hay không Thì trong câu số 7 này bạn hiểu rằng Nó mang ý nghĩa là phủ định các bạn Ý câu này nói rằng quá sớm đến nỗi không nói được. Thì chúng ta hiểu rằng cái câu này nó mang ý nghĩa là phủ định, quá sớm nên chưa nói được. Thì bạn nào chọn thầy cái từ to, thầy xin chúc mừng nha. Chúc mừng bạn Hồ Hải bạn Hoàng Nguyên bạn Luyến Kim nè. À, bạn Linh Hoàng bạn Tom bạn Ngọc, bạn Nguyễn Linh bạn và vân vân nha. Rồi, có nhiều bạn làm tới câu số 8 luôn. Rồi câu số 7 là mang ý nghĩa phủ định. Thì cài đặt báo thức hoặc bạn sẽ không bao giờ thức dậy sớm gì đó để bắt cái chuyến xe lửa thì trong câu này bạn có chữ tu nè bạn thấy không chữ chữ tu nè thì chúng ta bỏ đi được cái từ tu cái từ so cái từ such. ở đây chúng ta sẽ tính từ cái từ early các bạn thì các bạn có tính từ hoặc trạng từ cộng enough hoặc enough cộng danh từ chỗ này chỉ có thể là enough các bạn nha rồi à, người ta đang tính tới những câu này rồi cái điểm ngữ pháp mà thầy đã ghi cho các bạn ở trong đây đó nha. Rồi đó, điểm ngữ pháp tiếp theo của phần này là so to enough nè. Rồi nó cũng mang yếu tố là nhấn mạnh đó các bạn. Đó, cấu trúc quá trời trời đầm trầm luôn. Thầy sẽ qua câu thứ 9 nha. Rất nhiều bạn làm rất là xuất sắc luôn. Thì tôi chưa giờ biết rằng Andrew có quá ít người bạn. Thì chỗ này bạn có chữ many, many hoặc là few. Giả sử cái chỗ này á, thầy dùng cái từ là many à, nó fill với mani ngược nhau ha là một cái nhiều cái rất là ít luôn thì chỗ này bạn sử dụng thầy chữ số nha còn chỗ này là much hoặc là little thì chỗ này bạn chọn thầy là such các bạn nha rồi đó quá ít 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 người bạn chúng ta sẽ qua câu tiếp theo nha là câu số 10 thì mọi người thì ngạc nhiên khi mà cái người này thất bại bởi vì anh ấy là một sinh viên rất là tốt luôn tóm lại ờ uh, hoặc ẩn cộng tính từ cộng danh từ thì các bạn chọn thầy cái từ Uh, search các bạn nha. Chúc mừng bạn Linh Hoàng, bạn Tom nha. Bạn Ngọc Nhi, bạn Luyến Kim nè. Bạn Ngọc và Vân Vân nha. Bạn Hoàng Nguyên, bạn Hồ Hải, bạn Danh Lê, bạn Thảo My. Thầy sẽ qua câu số 11. Thì một năm sau khi mất cái công việc của tôi, tôi có gì đó nhiều nợ nè. Đó, đến nỗi tôi uh, bắt đầu sợ hãi, hoảng sợ. Thì ở trên đây thầy nói nè, feel many nè. Rồi, feel hoặc là many, chỗ này có chữ many nè Đó, cứ có, à, many Thì các bạn chọn thầy là so nha Còn much, thì các bạn chọn cho thầy là such Thì chỗ này thầy sẽ chọn là so Rồi, chúc mừng, rất nhiều bạn đã chọn chữ so Thì tôi đang hy vọng để mà nói chuyện với Alan trước khi anh ta rời khỏi Nhưng nó dường như gì đó, trẻ Rồi, thì trong câu này, nó mang yếu tố là phủ định các bạn Ý nói là không nói chuyện được. Rồi quá trẻ để quay trở lại. Quá trẻ để làm lại từ đầu. Quá trẻ để không nói chuyện được. Chúc mừng bạn Minh Hoàng, bạn Khánh Hiền, bạn Thảo My nha. Bạn Doanh Lê Phạm Mắt nè. Và rất nhiều bạn ha. Bạn Ngọc, bạn Tom và vân vân Nhiều bạn làm nhanh trước đó đó. Chỗ này mang yếu tố là phủ định nên chúng ta dùng cái từ tru. Bây giờ các bạn sẽ qua phần tiếp theo với thầy nha. Câu số 1. Thì tôi phải làm sạch cái phòng trống trước khi tôi có thể bắt đầu trang trí thì đây chính là cấu trúc nhấn mạnh chỉ khi rồi chỉ khi gì các bạn chỉ khi tôi đã làm sạch cái phòng này thì thì tôi mới bắt đầu được cái chuyện đó thì đây chính là cấu trúc nhấn mạnh và kết hợp với cái từ phủ định đứng đầu rồi chỉ khi tôi à, đã các bạn nè làm sạch cho chúng ta cái từ lia nè cái phòng trống spare room rồi chỗ này là đảo ngữ nè chỗ này là đảo ngữ nha à, o u l g i rồi bạn nào viết như thế này thầy xin chúc mừng nha. rồi vừa đảo ngữ vừa nhấn mạnh luôn các bạn à, chúng ta sẽ qua phần tiếp theo ở cái bài phía trước các bạn đảo ngữ thầy có nguyên clip cho các bạn á đó các bạn cứ theo đó các bạn làm chúc mừng ngọc và ngọc nhi bạn tom nha bạn thảo my bạn phạm Mát, minh hoàng v vân nè Điện thoại rang ngay khi tôi đặt nó xuống. Rồi tóm lại cái cấu trúc này chúng ta học hoài luôn rồi các bạn. Các bạn học hoài hoài đúng rồi. hardly hoặc là uh, scarcely nè. Hoặc là barely nè. Rồi. Uh, hoặc là No Sooner nha. Rồi nhưng mà No Sooner đi với đen. Cộng quá khứ hoàn thành đảo ngữ các bạn. Đây. Uh, ngay khi tôi đặt điện thoại xuống. Uh, put các bạn nha. Điện thoại. The phone. Down. Thì quen rồi xong bạn nào viết như thế này thầy xin chúc mừng nha rồi bạn nào viết như thế này thầy xin chúc mừng thầy sẽ qua câu số 3 đờ các bạn đờ mà cộng danh từ có s á, là gia đình thì gia đình Watson đã di chuyển tới Luân Đôn và rất sớm sau đó họ quyết định ly dị ghê gớm không vừa tới Luân Đôn ly dị luôn ngộ ghê thì ngay khi thì đây chính là no sooner cộng quá khứ hoàn thành động ngữ thầy đã nói xong rồi Ngay khi gia đình Watson Đó à, Đây cộng quá khứ hoàn thành động ngữ nè à, Di chuyển tới London nha tu ở London nè Rồi chữ này chữ đen nha Khác với câu trên chút chữ này chữ đen các bạn Đó, à, Đây nè Còn câu trên đây nè Chữ, chữ quen nha Xong Ờ, à, Chúc mừng Tom Ngọc Thái Bảo nha Khánh Hiền Ngọc Nhi Linh Hoàng nha Thảo My Phạm Max thầy sẽ qua câu số 4. Thì đây chính là cấu trúc nhấn mạnh với chữ little đứng đầu các bạn nè. Chữ little đây các bạn nó bằng nghĩa với cái từ là no này. No đó các bạn. Rồi. Tôi không biết người giám đốc muốn để gặp tôi để sa thải tôi. Tôi không biết có nghĩa rằng. Rồi, à, tôi không biết có nghĩa rằng. Rồi. Thì ở đây cái từ little của chúng ta nó mang ý nghĩa là no các bạn nha. Thì tôi hầu như không nhận ra rằng. Bạn nào viết là hầu như tôi không nhận ra rằng. Thầy xin chúc mừng nha. Rồi, hầu như tôi tôi không nhận ra rằng. Thầy xin chúc mừng. Ở đây chính là did nha. Rồi, I uh, realize. Rồi. Hầu như tôi không nhận ra rằng. Xong. Rồi, thầy chúc mừng bạn phạm Max, bạn Tom, bạn Ngọc Nhi, bạn Ngọc, bạn Thái Bảo nha Rồi đạo ngữ Thầy sẽ qua câu số 5 các bạn Tôi được nói về website bởi người này Thì đây chính là cấu trúc nhấn mạnh Chính cái, cái người này Cái người mà Rồi chính ai các bạn Câu trên là câu quá khứ Thầy chỗ này thầy sẽ sử dụng là thì quá khứ luôn Thì chính Charlie Cái người mà Ôi dễ quá các bạn me. Rồi viết lại hết luôn Xong nha Chúc mừng rất nhiều bạn luôn. Bạn Cát Lâm, bạn Đình Dũng, bạn Thảo My, bạn Trần Minh Công, bạn Ngọc Nhi nè, bạn bạn Hoàng Nguyên nè, vân vân nè. Thầy sẽ qua câu số 6 nha. Mua một cái vé máy bay các bạn ở phút cuối cùng thường không có khả năng. Rồi. Máy bay sắp bay ra mua vé hầu như không có khả năng. Thì ý câu này nói rằng hầu như không có thể. Ở đây các bạn, bạn nào phải nghĩ tới cái từ là possible thì mới làm đúng cái câu này nha. Bởi vì cái chữ đó nó mang nghĩa là khả năng. Rồi. Ở đây các bạn, đây. Thì bạn nào đảo ngữ như thế này, thầy xin chúc mừng. Rally nè, is nè. Rồi tới chữ x nè, possible. Rồi, nó thì hầu như không có khả năng à, để mà mua đây cái vé ở phút cuối cùng. Chúc mừng bạn các Lâm, bạn Tom, bạn Thảo My, bạn Ngọc nha bạn Ngọc Nhi, bạn Minh Công nè, vân vân nè. Thầy sẽ qua câu tiếp theo. Câu số 7 các bạn. Họ không hỏi tôi bất kỳ điều gì về kế hoạch của tôi cho mùa hè. Có nghĩa rằng không có một câu hỏi nào các bạn. Các bạn thấy rằng người ta hay ghi là not a nè, a single nè. Rồi. Một số bạn thấy người ta dùng cái từ là one nè. Cái từ single này á nhiều bạn viết, nhiều bạn không viết có chữ single vô nó càng hay nhưng một số bạn mà không biết chữ đó thì lỡ không không viết thì cũng không sao thì không có bất kỳ một câu hỏi nào mà họ hỏi tôi đây chính là did nè ở à đây ask nè me rồi xong chúc mừng bạn rất nhiều bạn luôn thái bảo thảo mi à, bạn ngọc bạn đình dũng nha bạn ngọc nhi thầy sẽ qua câu số số 8 các bạn thì không có cái tình huống trong cái tình huống mà chúng ta sẽ cho phép ban quản trị đi giảm lương ý câu này chính là cấu trúc đảo ngữ không trong trường hợp nào chính là under no bạn nè uh, circumstances hoặc là under no các bạn rồi thì không trong bất kỳ trường hợp nào rồi ở đây người ta dùng will chúng ta dùng will đó will we allow giữ nguyên rồi, đó, bạn nào viết như thế này, thầy xin chúc mừng nha Nếu bạn thấy bạn nào dùng suốt thì cũng được luôn Như trong câu này người ta dùng will Thì các bạn sẽ sử dụng will lại cho thầy nha Rồi, chúc mừng bạn nào đã viết như thế này Thì đây chính là cấu trúc đạo ngữ, các bạn nha Kết hợp với nhấn mạnh mà trước đó chúng ta đã học rất là nhiều luôn rồi đó Bạn nào mà muốn nắm vững phần này Đòi hỏi các bạn phải xem phần lý thuyết và đòi hỏi các bạn phải có kiến thức nền B2 để các bạn dễ uh, theo dõi, dễ hiểu nha. Thầy sẽ qua câu số 1. Đó, cứ gặp not until thì chữ nào đảo ngữ thì chọn còn chữ nào không đảo ngữ thì bỏ hết. Trong ba câu này chỉ có câu này đảo ngữ các Rồi xong. Chả cần phải suy nghĩ. Thì uh, không khi nào mà chúng tôi không có lựa chọn là sẽ đóng cửa doanh nghiệp rồi cho đến khi chúng tôi không lựa chọn chúng tôi sẽ đóng cửa doanh nghiệp thầy sẽ qua câu số 2 nha nó là một cái chiến thắng cái mà thậm chí là vận uh, fans của Smith các bạn không thể tin nó uh, không thể tin cái chuyện này thì trong câu số 2 các bạn chỗ này các bạn nha đây nè đó chỗ này nè rồi tóm lại rằng bạn thấy chữ a chữ victory nè bạn thấy chữ a chữ arbitrary. Thì bạn sẽ chọn cho thầy cái câu nào mà so cộng tính từ cộng ờ cộng danh từ. Đó là câu B nha. Là cấu trúc đó. Những bài trước đó mà chúng ta đã học đó nha. So tính từ ờ danh từ các bạn nha. Chứ chúng ta không có cấu trúc là search cộng tính từ ờ danh từ. Bạn nào chọn câu A là chọn lất rồi, thì chào phẩm học nha. Chúc mừng bạn Doanh Lê nè, bạn Tom, bạn Cát Lâm, bạn Ngọc, bạn Hoàng Nguyên, Minh Công, Thảo My nha. Bạn nào nhầm thì uh, chỉnh lại thầy chút xíu nha. So tính từ ờ uh, danh từ, chúng ta không có ờ uh, tính từ ờ uh, danh từ cũng chả có to, tính từ ờ uh, danh từ, không có bạn nha. Câu số 3 các bạn cũng là một cái câu đảo ngữ luôn. Câu nào đảo ngữ các bạn cứ chọn không có bất kỳ thời điểm nào mà tôi nghĩ là tôi sẽ rớt cái kỳ thi. Thì ở đây đảo ngữ nhưng chủ động, các bạn chọn thầy câu A nha. Chúc mừng bạn Linh Hoàng, bạn Khánh Hiền nè, vân vân nè. Rồi câu số 4. Thì câu số 4 này chính là đảo ngữ so đó các bạn. Thì các bạn cứ áp dụng đúng cấu trúc cho thầy. Bây giờ so cộng gì? Cộng tính từ. Thì đây tính từ, rồi tới cái gì? Tới tu be. Rồi so cộng tính từ tới to be tới chủ ngữ rồi tới that đó là của d nè rồi vì vậy thầy mới nói các bạn á để học tốt á thì các bạn xem đây nè đó so that đại đảo ngữ so that dưới đây nè rồi đảo ngữ so that trong câu chúng ta nè so that to enough nè đủ hết cho các bạn á so that nè rồi xong chúng ta sẽ qua câu số 5 nha câu số 5 các bạn never đứng đầu đảo ngữ luôn những câu nào trong đây đảo ngữ thì ở đây thì chỉ có câu câu A đảo ngữ nè, câu C à câu C sai rồi, câu C không đúng về ngữ pháp nè. Còn câu B không đảo ngữ. Rồi, chỉ có thể là câu A và câu D các bạn nha. Chỉ có thể có A và câu D. Nhưng mà bạn thấy nè, khác biệt chỗ này là so, chỗ này là such thì trong câu này bạn thấy rằng tính từ and, tính từ danh từ thì chúng ta chọn câu D các nha. Bởi vì such tính từ an, tính từ danh từ chúc mừng khánh huyền chúc mừng ngọc vân vân nha chúc mừng rất nhiều bạn luôn rất là xuất sắc và max hoàng nguyên châu minh thầy sẽ qua câu số sáu nha không trong bất kỳ trường hợp nào tóm lại câu này không đảo ngữ bỏ đi câu này chả đảo ngữ bỏ đi còn câu này đảo ngữ không phải đảo ngữ như vậy các bạn câu này chỉ có thể đảo ngữ trong trường hợp là bên cạnh cửa sổ ngồi người phụ nữ by the window seat set the woman thì mới đúng. Rồi bạn nào chọn câu C thầy sẽ chúc mừng nha. Chỉ có C là đảo ngữ, còn mấy câu kia chả có đảo ngữ các bạn. Chắc lắc. Câu số 7 các bạn, chúc mừng Nhật Linh nha, Linh Hoàng Danh Lê Các Lâm Ngọc nè, Châu Minh Tom nè. Nếu bạn không dựng cái lều lên gì đó, do nó sẽ thổi bay. Rồi tóm lại à, trong câu này. Tóm lại trong câu này bạn chọn cho thầy một cái chữ nào đó mà đi với trạng từ nếu bạn chọn từ tu là không đúng nha rồi bởi vì tu nó mang ý nghĩa phủ định rồi so thì nó mang ý nghĩa là uh, so đó các bạn thì trong câu này bạn nào chọn cho thầy câu d thầy sẽ chúc mừng nha tóm lại là đây chính là trạng từ cộng enough các bạn nha còn sách còn so chả đúng nghĩa các bạn đủ cẩn thận nha rồi uh, no sooner các bạn nha đó. No sooner thì cứ kiếm cái chữ nào mà có đen đen chúng ta suy nghĩ nè, một chữ đen. Đây hai câu có chữ đen. Xong. Chỉ có câu A là đảo ngữ. Các bạn chọn thầy câu A. Xong. Rồi, chúc mừng Ngọc, Châu Minh, Phạm, Mắc, Đình, Dũng, Tom nha. Linh Hoàng, vân vân nè. Câu thứ 9 các bạn. Tôi không thể chịu đựng được cái thời tiết rất là nóng. Không, tôi cũng không. Thật rất là kinh khủng phải không? Thì chỗ này bạn đồng ý với câu phủ định. Nếu bạn đồng ý với câu phủ định thì bạn chọn cái thầy à, là neither hoặc là no. Câu D này không đúng các bạn, bởi vì người ta trả đảo ngữ. Còn chúng ta không nói là à, so can nè. Rồi. Thì ở đây các bạn, ở đây bạn chọn thầy cái từ đồng ý với câu phủ định là câu B nha. Rồi, câu số 9, bạn nào chọn thầy câu B, thầy xin chúc mừng. À, tôi cũng không nha tóm lại neither đồng ý với câu phủ định còn so đồng ý với câu khẳng định còn ở đây người ta ghi thế này người ta làm các bạn bối rối thầy sẽ qua câu số 10 các bạn nha thì chúng tôi thì ở cái buổi hòa nhạc này tối hôm qua à were you phải không tôi cũng vậy thì tóm lại rằng tôi cũng vậy có nghĩa rằng bạn đồng ý với câu khẳng định và câu khẳng định chúng ta có động từ to be Vậy thì bạn chọn cái thầy chữ xô có đảo ngữ nhưng có động từ to bi là câu này. Rồi, chả có trợ động từ thường. Câu này quá dễ luôn. Chúc mừng bạn Khánh Hiền, bạn Linh Hoàng, bạn Cát Lâm nha. Bạn Danh Lê, bạn Tom, bạn Ngọc Nhi, bạn Ngọc. À, thầy sẽ qua phần tray các bạn nè. Rồi à, chúng ta sẽ qua phần tray nha. Thì nhiều vấn đề ở gia đình. Rồi, đó, close to home các bạn. Nhiều vấn đề gần gia đình của chúng ta. Thì hiếm khi uh, những cái người hàng xóm bạn là có cái mối quan hệ tốt nhất và kéo dài. Đó, hiếm khi hàng xóm có quan hệ tốt nhất và kéo dài. Thì trong câu này bạn thấy rằng chữ rally đứng đầu chắc chắn là đảo ngữ nè. Chỗ này là động từ chính nè. Và chúng ta quan sát rằng câu này các bạn là câu uh, nó diễn tả một cái sự việc. Có nghĩa rằng câu này sẽ dùng thì hiện tại các bạn nha. Rồi bạn nào dùng thì hiện tại cho câu này thầy xin chúc mừng nha. Nếu như bạn dùng thì hiện tại thì chỗ này bạn sẽ sử dụng cái từ là là đu nha. Rồi, trợ động từ là đu để các bạn đạo ngữ. Thì hiếm khi hàng xóm có mối quan hệ tốt mà kéo dài. Thì dĩ nhiên một vài người trở thành bạn thân nhưng chỉ nếu có rất là nhiều cái sự cho và nhận gì đó chuyện này có thể nè. Thì chỗ này trong trường hợp này người ta dùng là only if các bạn nha. Rồi, only if nè Và đây chính là một cái mệnh đề chính Thì chỗ này à, Các bạn biết rằng chúng ta sẽ đảo ngữ Ở cái mệnh đề chính Còn cái mệnh đề phụ ở đây Chúng ta không đảo ngữ nè Chỉ nếu cái chuyện này Thì cái điều này mới có thể các bạn Có nghĩa là Hai bên đều phải cho và nhận các bạn Thì nó mới kéo dài bền bỉ nha Chứ không phải là một người cứ nhận Một người cứ cho Người kia thì không biết À, không biết không không bao giờ biết cho chỉ biết nhận thì không ổn. Chúc mừng bạn Hoàng Minh, bạn Minh Công, bạn Đình Dũng nha, bạn Phạm Max, bạn Tom, bạn Ngọc Nhi vân vân nha, bạn Ngọc. Tiếp theo các bạn. Thì Đây các bạn, ở đây thì bạn có tính từ nè, bạn có to be, có chủ ngữ gì đó, bạn có đát Thì ý câu này muốn nói rằng đây chính là câu đạo ngữ so đát các bạn. Rồi đây chính là so nha. Rồi so nè. So cộng tính từ cộng tu bi cộng chủ ngữ nè, cộng đát nè. Còn cái này nó thêm lên đây để bổ nghĩa thôi. Thì những cái tranh chấp giữa những người hàng xóm quá là phổ biến đến nỗi có nhiều luật để mà cover là để mà bao trùm để mà uh, quy định những cái sự cãi lộn về tiếng ồn, về bất động sản, về rác nè, về cái khu vực nhà xung quanh, về rác thải chúc mừng rất nhiều bạn luôn nhưng mà trước khi mọi thứ đi xa cho cái mối quan hệ này được cứu cái ý câu này nói rằng đi quá xa đến nỗi không cứu được bạn nào nghĩ tới một cái chữ mà mang ý nghĩa phủ định thầy xin chúc mừng nha là chữ này đó đi quá xa mối quan hệ này đi quá xa đến nỗi là không cứu vãn được thì có một vài cái điều cơ bản bạn có thể làm cái điều đầu tiên là là gì các bạn là để nói chuyện với những người hàng xóm này và bạn nào dùng chữ tu thầy xin chúc mừng nha đây chính là cấu trúc nhấn mạnh mà chúng ta mới học đó cái điều đầu tiên cái điều cuối cùng cái điều duy nhất là rằng nói chuyện với hàng xóm thì bạn sẽ rất là ngạc nhiên ở bao nhiêu cái lời lập luận tranh cãi nè được tránh bằng cách gì đó một bước cực kỳ đơn giản luôn thì bằng cách làm một cái điều uh, cực kỳ là đơn giản luôn thì ở đây bạn nào chọn thầy từ shut thầy sẽ chúc mừng nha rồi by shut uh, tính từ danh từ một điều rất đơn giản luôn nó gì đó bạn nè thì nó cho bạn cái cơ hội để bày tỏ cái cảm lên các bạn nói gì đó cũng cho cái hàng xóm cơ hội để giải thích và có lẽ hành động. Thì trong câu số 7 này bạn nào nghĩ tới not only but on show thầy xin chúc mừng nha. Rồi đây chính là not only nè, không những các bạn cho bạn cơ hội để bày tỏ cái cầm lên của bạn. Thì nó cũng rồi đây chính là on show nha. Cho hàng xóm cái cơ hội để mà thể hiện giải thích cái hành động của họ nha chúc mừng Châu Minh nha, bạn Hà Sĩ Phong, bạn Cát Lâm, bạn Đình Dũng, bạn Tom, bạn Châu Minh nè, bạn Phạm Max nè, bạn Ngọc Nhi nha bạn Doanh Lê, bạn Quang Minh. Thầy sẽ qua câu tiếp theo các bạn. Thứ hai, kiểm tra quyền của bạn, quyền hạn của bạn. Thì chỗ này có on, có account mừng quá luôn các bạn. Chả có chữ nào điền được hết, ngoại trừ chữ no. Không trong bất kỳ trường hợp nào, bạn... À, uh, không trong bất kỳ trường hợp nào mà bạn được làm cái bất kỳ cái chuyện gì để mà gây thiệt hại đến tài sản của hàng xóm các bạn. Rồi, hàng xóm các bạn. Hoặc là những cái cây các bạn mà nó à, qua nhà hàng xóm nếu chuyện đó gây ra vấn đề. Thì nếu không biết cái mà, cái quyền của mình á, thì cái gì đó nè, cho đến khi bạn chắc là bạn phải acting là bạn phải à, cư sự trong phạm vi luật cho phép để làm chuyện này và nhớ rằng à, một chút thông cảm một chút hiểu biết có thể là một ít mà kém hiểu biết có thể là gây tranh chấp rất là lâu rồi gây ra một con đường rất là dài để đi rồi một cái tranh chấp rất là lâu thì trong câu số 10, ở đây bạn nào quan sát thấy chữ until nè rồi thì cho đến khi ở đây bạn nào not thầy xin chúc mừng nha cho đến khi bạn chắc là bạn hành động đúng luật chúng ta đã xong các bạn rồi chúng ta đã xong cái unit 19 và bữa sau thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn unit 20 và thầy sẽ cố gắng xong xịn sò 6 unit nữa là đầy đủ đất C1 C2 các bạn hãy chăm chỉ cố gắng nha cố gắng tự học hết lấy tài liệu của thầy về in ra học hết hết quyển sách Dasc C1 này là bạn xịn sò xịn sò luôn nha. Bạn cực chắc về ngữ pháp luôn các bạn nha. Cố gắng nha. Bài Khánh Hiền nha, bài Tom, bài Ngọc, bài Châu Minh, bài Phạm Mắc. bài Khôi Nguyên. Rồi, bye bye tất cả các bạn nha. Rồi, bài Tom nè. À Tom so 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 nè. Rồi, à, Hoàng Nguyên bye bye vân vân, bài Cát Lâm bye bye đặng Khôi. Thầy xin chào và tạm biệt tất cả các bạn nha. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Bye bye Nguyễn Linh nha. Rồi, bye bye doanh Lê. Bye bye các bạn nha. Kênh kênh của thầy có rất nhiều video các bạn hãy tham khảo trên đó nữa nha. Bye bye Đình Dũng nha. Xin chào tất cả các bạn nha. Rồi, bye bye. Cảm ơn Thái Bảo nha. Thank you Thái Bảo nha. Rồi, bye bye Ngọc Nhi nha. Rồi, bye bye các bạn nha. Rồi, uh, xin tạm biệt. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Thầy dừng đây. Bye bye bạn Trần Minh Công nha. Rồi, thầy bye bye bạn Trần Minh Công. Bye bye bạn Hoàng Nguyên nha. Rồi. Uh, bye bye Hoàng Nguyên. Cảm ơn Hoàng Nguyên nha. Rồi. Thầy cảm ơn Hoàng Nguyên. Uh, bye bye bạn Quang Minh nè. Rồi. Xin chào tất cả các bạn nha. Rồi. Thầy dừng đây. Xin chào tất cả các bạn. Rồi. Bye bye Hoàng Nguyên.